Trung Kim Ô Tô chào tất cả anh chị em nhá. Hôm nay có bác trai, bác tên là gì ạ? Anh tên là Kiên. À, bác cũng tên là Kiên à? Đúng rồi. À, bác cũng tên là Kiên. Nhà bác ở đâu ạ? Anh ở Ân Thi Hưng Yên. Dạ, đây hôm nay có bác Kiên ở Ân Thi Hưng Yên có mang chiếc xe Win Huyền Thoại 100. À, mình gọi là đồng nát sắt vụn đi. Nhá. Bác không nhận không? Vâng. Đấy, biển số đây, anh cứ quay này. Biển số đây này. Đấy. 14V1 18660. Đấy. Để mang cho em là phục dựng. Cái này của bác coi như là không còn cái gì zin mấy, chỉ còn vài thứ linh tinh thì anh em mình trao đổi qua trên mạng rồi. Thì hôm nay là em hỏi qua bác là đầu tiên bác đến đây thì bác muốn phục dựng tầm bao tiền ạ? Và mong muốn bác như nào? Anh phục dựng đầu tiên là muốn phục dựng là 20 triệu. 20 triệu. Vâng. Chú cứ tư vấn cho anh cái nào nó gọi là hợp lý tốt là thì chú cứ tư vấn cho anh. Vâng, thế em nói bác như này nhá. Trước hết là bác phục dựng bao nhiêu tiền là quyền của bác. Còn em tư vấn bác có làm hay không được quyền của bác nữa. Thì trước hết là bác làm 20 triệu là em sẽ làm có 20 triệu. Nhưng nhà em có rất nhiều gói. Gói 20 triệu nó là gói trải nghiệm. Và gói gọi là tối thiểu nhất của hàng em. Thì nếu bác có thể làm lên được gói 25, 30, 40, 50, thậm chí 100 là quyền của bác. Thì trước hết em hỏi bác là đấy hết cỡ là bác có thể cố lên được gói khoảng 30, 40 hay là bao nhiêu đó không? Hay bác chỉ làm có 20 thôi vì bác hỏi em là câu tư vấn đấy. Thì không phải bác nói có gói 30, 40, 50 mà em ăn không của bác được 20 triệu đấy. Mà bác làm có 20 nhưng bác làm thêm gói 30 chẳng hạn thì em được xe vào cái giá trị của cái 10 triệu đấy tiền đồ zin cho bác để cái xe nó đẹp hơn thì nhiều khi khách hàng nhìn là nó ngon hơn. Chứ bây giờ mà cứ làm có 20 ví dụ thế mà về người ta nhìn nó không ra gì thì hết mức của bác thôi. Cố lên được gói khoảng 30 triệu hay 40 triệu bao nhiêu tiền? Bác có nói khoảng đấy ạ? Khoảng hết cỡ một câu thôi để không hết cỡ một câu 30 triệu đi. Ok. Này nhá. Trước hết em cảm ơn bác Kiên rất nhiều. Nên là em biết bác là không tính to nhiều nhưng mà cái công việc em phải nói để cho khách hàng hiểu. Đấy, chứ không phải là em rảnh em nói đâu bác. Okay, đấy. Cảm ơn em. Thế thì chốt cho bác Kiên là làm gói 30 triệu, phục dựng nên full mới cho bác. Đầu tiên là full mới như trong nhà đây. Và đồ cho bác, đồ như anh em mình có nói cái điện thoại rồi. Lại biết thêm 10 triệu đấy cái bình xăng mới thụt trước này, VIP đây đúng không? Đây. Đây bác nhá. Đây là cái thụt trước nhà em 3 triệu. Đây bác này. Đây là thụt trước 3 triệu bác nhá. Cũng là thụt zin bác nhá. Đấy bác nhìn này. Đấy. Về đây, thụt 5 triệu đây. Đấy. Nhìn cái thụt 5 triệu này, khác hẳn không? Đấy. Đúng chưa? Thụt này này, 5 triệu này, cũng là thụt zin. Thế nếu nhiều người ta không hiểu, người ta chỉ hiểu đơn giản là gì? À, thụt zin là được rồi, còn không quan tâm 3 triệu hay 5 triệu hay 7 triệu. Đúng không? Như thụt 5 triệu và thụt 3 triệu đấy. Thì em hỏi bác thích vào thụt 3 triệu hay 5 triệu? Là thụt này hơn chứ, là thụt này nhìn dáng xe nó mịn mà, okay. Nó đẹp hơn. Đấy, vào bình xăng này, bác vào bình xăng như này luôn. Là tem vắt này luôn đúng không? Đúng rồi, bình xăng anh vào tem vắt luôn. Ok. Bình cốp yên zin luôn. Có nghĩa như anh em mình nói chuyện trên mạng rồi. Hôm nay chỉ là sang anh em mình để gọi là cho nó chốt cho xong thôi. Và chốt gói 30 triệu. Đấy thì bây giờ bác nhìn qua 1, 2, 3 chiếc xe. Đây, đặc biệt là bác nhìn chiếc này đi. Là chiếc này lên máy rồi. Thì bác nhìn củ máy của bác đấy. Là của bác đã được đầu bộ mạ xi hết này. Đấy, sơn là sơn khung tĩnh điện nhá. Bác nghe là sơn tĩnh điện nhá. Em là sơn khung tĩnh điện luôn. Đấy, đấy bác nhìn khung của em này. Còn đây là sơn tay. Tức là em hỏi bác này, bác thích tĩnh điện hay sơn tay á? Sơn thế nào các chú thấy hợp lý thì làm thôi chứ còn à rồi thế có nghe nói bác này phải căn cứ là sơn tay hay là sơn tĩnh điện cứ rồi. Cái nào các chú hợp lý làm em sợ là lên trên mạng nhiều người ấy tức là quan điểm của em này này nếu là một số 6 và một số 9 nhưng quan trọng là bác nhìn hướng nào thôi bác hiểu không ạ em nhìn thì là số 6 nhưng bác nhìn là số 9 hai bên cãi nhau thoải mái không có đúng và sai nhưng thực ra ba không sai em không sai còn em chỉ nhắc lại này anh thích sơn cái gì em sơn của đấy tĩnh điện em có tĩnh điện sơn tay em có sơn tay còn giá trị đồ bác vào 20 triệu em có giá trị 20 triệu nhưng bác vào 30 triệu em có 30 triệu có hiểu không ạ? Đấy thì đây bác lên cả hàng em trên này một tí bác nhìn trên này đấy hàng em đây đây này đầu tiên em tháo hết ra cái khung như này chơi khung như này đây củ máy bác cũng bình thỉu đồng nát này gì hết này bác nhìn này em có trách nhiệm full mới này cho bác đấy bác lên cả hàng một tí lên trên này đi sao lại cho thang lên này mà không qua trên này cho thang lên này thôi đi thế này lần sau không qua trên đấy thì cho thang xuống nhá đây. Mọi hôm giờ đi xe máy hôm nay đi thang máy được không sao cả đây đây này bác này con xe này là con xe mà em không tiện nói giá để bác biết một con xe này không một thứ trên con xe này bằng cả xe bác làm rồi một cái bộ bình cái cốp này thôi đấy ông ấy mua từ cái này zin mới hết ông phục dựng lên không ít tiền đâu đấy không ít tiền đâu không tiện nói giá nói ra nhiều người bảo ngáo đây bác nhìn khung nhà em này đấy đúng không ạ một dãy khung đang chờ làm còn có một lô khung mà chiều nay họ chưa trả đến ấy, họ chưa đến là xem sơn tĩnh điện hết. Còn bác thích sơn tay, em sơn tay.
đây, xe trên nhà đây, đồ đạc anh nhìn đây. Đó. Tất cả trên đây, những cái xe này là khách đặt hết rồi. Ê. Khách mua rồi và chỉ chờ dọn đấy, chờ làm đấy. Đấy, đây này. Đó, bình xăng này, đồ này. Tức là bác phải hiểu là quan trọng là giá tiền thôi. Giá tiền bác là vào tầm nào vào tầm đấy. Thì ví dụ yên này nhá, bác vào yên này thì giá này khác này. Yên này in zin theo xe. Còn in zin này in zin làm lại. Nó khác nhau hoàn toàn. Đấy. Ví dụ như con xe này của em là xe mộc. Của em là zin combo, có nghĩa là từ lúc mua mới bây giờ là không một cái gì là chưa vào cái gì. Đó, chưa vào cái gì. Nó là zin combo. Còn zin nó khác với zin combo các nhá. Đúng rồi. Đấy. Từ cái chìa khóa bác nhìn này. Đấy. Con anh em nó tiền nó lại nhiều mà anh em lại không đáng bán. Chỉ có khách nào ưng đến mua gì đấy, bác nhìn cái đôi gương này. Nó cũng theo thời gian. Nó theo thời gian chứ không phải gì đâu. Đấy, còn các bác thích mới thì mình làm mới cơ mà, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đấy. Đây, cả cái vành bác nhìn này. Đây này. Đây vành xịn nó khác này. Đấy, đấy bác nhìn vành, vành của bác nó khác này. Đây. Nhưng bác hiểu này này, quan trọng là bác vào cái tầm đấy, bác chơi đồ mới thì bác phải thiên về cái mới rồi. Nhưng cái mới của em nó là hàng 1-1. Nhớ nhá. Còn đấy. Nếu người nào mà không hiểu thì nó là hàng tàu hay là hàng Trung Quốc thì chỉ em xin phép ấy, được hàng Trung Quốc là tốt. Đúng không? Được hàng nội địa Trung Quốc là tốt. Nội địa Trung Quốc thì thật. Nó chả kém cạnh một cái nào cả. Đây này, kể cả vành bánh sơn xi đây, đây quay đây. Cho bác xem cái rè 1-1 này. Đây. Đây. Cái rè này nếu bác hỏi cái rè này. Đây này. Để bác biết này. Sờ này. Đây. Đây bác biết này. Đây bác vào cái rè này. Mấy cái rè này. Bác thấy khác nhau không? Đấy, bác cứ nghĩ là sao? Khác nhau chưa? Cầm nó khác hoàn đây. Toàn nhau. Còn đây là rè gì nhưng nó cũ rồi theo năm tháng rồi. Đúng không? Tiệt nhau, nó khác mỗi cái dấu chấm này thôi. Nặng như nhau. Nhưng em khẳng định đây, muốn nó là Trung Quốc, đây là Trung Quốc nhá. Nó thẳng Trung Quốc linh kiện. Nó khác mỗi cái chấm này này. Cái chấm nó bé, còn chấm này chấm to. To hơn. Thế thôi. Đây mấy cái mõm này nó bé, cái mõm kia nó to. Còn nếu bình thường không ai viết ra được. Anh bác vào này VIP được. Đấy, gói của bác được cái này rồi. Chứ nếu người khác em cho cái này. Bác hiểu ý không ạ? Đấy bác thấy nó nặng trịch không? Nó như bác là được cái này rồi nhá. Dày hơn mà. Đấy. Không phải bác ạ. Đây bác nhìn đồ cũ này, trông cái này thôi. Hàng vứt đi thôi chỗ này. Riêng bộ chỗ này của em bác có tin nó rơi vào tầm khoảng 70-80 triệu rồi. Chỗ này không mấy cái lặt vặt này 70-80 triệu. Đồ huy nó đắt. Thì thôi qua qua anh em nhìn thấy, còn em biết là bác đây. Bác đi cái thang máy thôi. Em biết là bác đã biết em rồi. Đấy. Anh nói thật chú, anh theo dõi chú mấy năm nay rồi. Vâng. Cái xe của anh đi gần chục năm nhưng mà cũng gọi là từ năm 2 năm nay là theo dõi chú. Vâng. Đều đặn 2 năm nay. Vâng. Em chỉ bác như này này. Quan trọng là giá tiền thôi. Giá trị đồng tiền bác bỏ ra bao nhiêu, bác sẽ nhận về giá trị xe bấy tiêu. Và tiền nào thì của ấy. Bây giờ bác bỏ ra 20 triệu thì chắc chắn em vẫn làm mới cho bác được. Đúng không ạ? Bác bỏ ra 30 triệu em làm mới cho bác được. Nhưng cái giá trị đồ trên xe của bác chắc chắn nó khác. Còn bây giờ nhiều người, người ta có điều kiện. Vâng. Nhiều người ta có điều kiện nên vào xe 70-80 triệu thì chả đẹp sao bác? Đúng rồi. Xong đi chê xe của em là đúng rồi. Em có trách gì đâu. Nhưng vấn đề là câu từ phải chuẩn. Đấy, bác nhìn bãi xe nhà em này. Đây này. Bác nhìn này. Đây này. Đồng nát sắt vụn này. Đấy. Tay vành này. Đấy. Nó là đồng nát sắt vụn như qua bàn tay khéo léo của người thợ là nó thành đẹp. Đúng rồi. Ngay mà. Thôi được rồi, cái này nhá. Em chốt cho bác cái này xong em vào uống nước. Xong mà em chở bác ra bắt xe về nhá. Đứng gọn nào. Anh Cường quay đây để chốt cho vào uống nước. Anh nhá. Một lần nữa em cảm ơn bác Kiên rất là nhiều. Em không biết nói gì hơn. Chào tất cả gọi là anh em đam mê Win 100 nhá. Vâng. Bác có điều gì chia sẻ với anh em tí trên mạng không? Nói chung là chào anh em đam mê Win 100. Vâng. Anh em xác định phục hồi lại xe thì phải gọi là tin tưởng đến người thợ. Đúng rồi. Mình về hãng gọi là nói đến gọi là phục hồi xe. Còn mình đừng nghĩ chỗ lọ chỗ kia làm gì cho mệt ra. Đúng rồi. Đấy, chào tất cả anh em nhá. Vâng. Ý bác ấy nói đáng gọn này. Mình tin tưởng thì mình làm. Không tin tưởng đừng làm. Cũng nghe con mẹ nói trên mạng đấy. Thứ nhất là bác tin tưởng em hãng làm. Không tin tưởng bác theo dõi thêm, đang làm sao chưa muộn. Hoặc bác có thể tìm chỗ khác. Chỗ nào làm Win tốt cả, chỗ nào làm Win ok cả, nhưng quan trọng là túi tiền thôi. Ví dụ bây giờ bác ở nhá, rất nhiều chỗ dọn Win toàn đẳng cấp 200-300 triệu, 70-80 triệu, con nhà em dọn 20 triệu thì làm sao bằng người ta được. Nhưng vấn đề là em muốn là cái tầm tiền cho khách hàng của em đam mê vừa đủ. Còn nhiều người ai chẳng muốn chơi xe 100 triệu, 200 triệu, nhưng kinh tế mình chỉ có thế thôi. Đúng rồi, kinh tế có giới hạn. Bác nhận không ạ? Tới tầm nào đó thôi. Thì hôm nay bác đã bớt đường xá ra xôi khoảng 70-80 cây số mình sang nhà em anh em ạ. Bác có đi hỏi thăm mấy lần. Bác vừa đi cầm điện thoại nó khó tìm định vị. Thế thôi em không biết nói gì. Một lần nữa em cảm ơn bác. Đấy. Chúc bác thật nhiều sức khỏe, chúc bác gia đình tài lộc, sức khỏe thật là bình an. Và hẹn bác ngày gần nhất. Và đặc biệt câu này này, bác vẫn nhớ lời em nói này. Hôm nay em không nhận xe của bác,
trước mặt mọi người là em không nhận, đúng không? Vì em đang rất là đông khách. Nhưng bảo là Kiên ơi, anh không quan trọng thời gian, kể cả chú để cho anh 1 năm cũng được, 6 tháng cũng được, 1 năm cũng được. Anh, tức là anh chỉ cần miễn sao đến cuối năm anh có xe đi là được. Nhưng bác yên tâm là có bận không phải để lâu như thế. Nhưng vấn đề là hẹn lâu quá người ta không thích. Nhưng bác là nhiệt tình như thế, bác còn phi sang tận nhà em thì thật sự bác là chẳng ai là người không nhận cả, đúng không? Đúng. Bác đến nhà em là bác cho em tiền mà, sao lại không nhận? Thế thì em nói thế để anh em hiểu là em đã đăng trên mạng này không nhận, nhưng đây bác rất nhiệt tình, bác phải thoải mái thời gian đi, đúng không ạ? Đúng thì em mới nhận. Em nói rõ nhá, không để bảo em là thằng này mồm. Tôi đi xe từ bên Hưng Yên sang bên này tầm 6-70 cây số là tôi sang tận nhà chú ấy, chứ không phải là ấy. Chú bảo chú không nhận xe, nhưng mà tôi bảo thôi, cái thời gian tôi không bảo cận kề thời gian thoải mái, làm bao giờ xong, có thời gian làm xong cho tôi là được rồi. Đấy, bác rất nhiệt tình là được rồi. Vì không em phải chỉ quan trọng gì là phải thời gian. Đúng rồi. Cảm ơn bác vì một lời nói của bác bằng ngàn lời quảng cáo. Chỉ mong rằng bây giờ hôm nay là nó chỉ là cái bước đầu thôi. Nhưng khi nào mang xe về, bác đi thử bác ok, không cần một điều gì hơn cả, bác chỉ cần là ai hỏi bác ở đây làm cho Trung Kiên Mô Tô ở thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam rất uy tín, cảm thấy ok, tiền nào em làm được thế là xong, đúng không ạ? Cần gì phải nói nhiều đâu. Ok, thế cảm ơn bác nhá, bây giờ anh em về ống nước, xong là em chở bác ra về. Đi vòng nước anh ơi, cho tắt máy đi. Trung Kiên chào anh em nhá, chốt kèo cho bác cũng tên là Hoàng Kiên. Đã xong, hai bác cháu ngồi với anh em ngồi nghỉ giải lao ống nước đây. Đấy. Cà phê Sinh Tố. Chào tất cả anh em yêu toàn quốc nhá. Đấy. Bác là Kiên, bác ở Hưng Yên, Ân Thi Hưng Yên đúng không? Đúng rồi. Đấy, em làm cái video này anh em mình tối nay bác lên mạng bác xem nhá. Đấy em hoãn cả việc đi Hà Nội để chờ bác đấy. Bác sang nhà mình mang chiếc xe nhà mình dọn đây này. Chiếc xe này anh em này. Đấy chiếc xe đây. Đấy Win đấy, bác đi tầm khoảng 70 cây số nhỉ? 70 cây số sang nhà mình. Xong chốc đi xe khách về. Là hai anh em vừa làm việc rồi, chốt xong rồi. Bây giờ uống nước xong là chốc nó chở bác ra bắt xe khách về thôi. Đấy. Nét căng luôn. Ông thợ tiến quay áo đây thế nào. Đấy. Đây. Trung Kim Mô Tô đây anh em này. Đây anh em nhá. Đấy. Về anh em đây, thợ mới nghỉ ngơi đây. Đây. Xe đây, rất nhiều xe anh em nhá. Đấy, anh em đây nhá. Đấy. Còn kia là bãi xe nhà em này, đang vướng cái ô tô này anh em này. Cái bãi xe nhà em sau cái ô tô này rất là nhiều. Đấy. Ok. Bên này 4 lít. Đấy 5 lít. Anh em ơi, em xin phép bác về nhá. Bác về chứ nhầm. Cảm xin phép em bác tao về. Đây ông anh em chào em về. Anh về nhá. Chào em nhá. Đấy có gì là cháu cứ cho vào, em cứ cho vào Zalo nhá anh nhá. Ừ. Chìa khóa trên xe đấy. Ok anh em ơi. Đấy, bác ơi rất là nhiệt tình. Đấy bác phi sang đây để đây thôi. Bác ngồi ghế trước đi. Em cho ông anh em chở bác ấy ra bắt xe buýt về. Đó. Về mày khỏe nhá. Chào em, cảm ơn em nhá. Vâng, bắt tay bác ấy nữa. Ok. Cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn bác Kiên nhá. Tối về bác bật tivi lên xem nhá. Đấy. Cho anh em chở ra bắt xe buýt về. Đấy. Hàng em đây anh em. Ô tô ở đâu anh? Đấy, em chuyên phục dựng Win 100 anh em nhá. Đấy, em nhìn này, đây là cửa hàng em. Em mua mảnh đất này để cho nó gọn gàng, đỡ phải đi lại. Đây, bãi xe nhà em đây anh em này. Đây, bãi xe nhà em đây anh em nhá. Đấy, nhiều xe không cô? Lấy cái mic. Cầm cái mic nha anh Cường ơi. Cầm cái mic. Cầm rồi em ơi. Đây, đây cháu luôn, đưa đây. Quên mất. Cái mic luôn. Đây, ok bác nhá. Chào bác ra bắt xe buýt này được.